Thi Thiên 47. Hỡi muôn dân, hãy vỗ tay, hãy trỗi tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va chí cao thật đáng kính sợ. Ngài là vua vĩ đại trên cả trái đất. Ngài khiến các dân bị đẩy lùi trước chúng tôi và làm các nước thần phục dưới chân chúng tôi. Ngài chọn sản nghiệp cho chúng tôi, là niềm hãnh diện của Gia-cốp mà Ngài yêu mến. Đức Chúa Trời ngự lên giữa tiếng reo mừng, Đức Giê-hô-va ngự lên trong tiếng kèn thổi. Hãy hát lên ca ngợi Đức Chúa Trời, nào hát lên đi. Hãy hát lên ca ngợi vua chúng tôi, nào ca lên đi. Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất. Hãy hát thi thiên ca ngợi Ngài. Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự trên ngôi thánh Ngài. Vua các dân đều nhóm nhau lại, làm dân Đức Chúa Trời của Abraham. Vì các khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài được tôn lên rất cao. Tiết đoạn 1. Phao-lô, đầy tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, có nhiệm vụ đưa người được Đức Chúa Trời chọn lựa đến đức tin và sự hiểu biết chân lý, là điều phù hợp với lòng tin kính. Trong niềm hy vọng về sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời, Đấng không bao giờ nói dối, đã hứa từ muôn đời trước. Và vào đúng thời điểm, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài qua việc rao giảng mà ta đã được ủy thác theo lệnh của Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta. Mến gửi Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Cầu xin Đức Chúa Trời là Cha và Đấng Christ Giêsu cứu Chúa chúng ta ban ân điển và bình an cho con. Ta đã để con ở lại Cơ Rết là để con chỉnh đốn những việc còn dang dở và bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi thành như ta đã hướng dẫn con. Trưởng lão phải là người không có gì đáng trách, một chồng, một vợ. Con cái phải tin Chúa, không bị tố cáo là phóng đảng hay vô kỷ luật. Vì là người quản lý nhà Đức Chúa Trời, giám mục phải không chê trách được. Người ấy phải không kiêu căng, không nóng tính, không nghiện rượu, không hung bạo và không tham lợi bất chính. Trái lại phải hiếu khách, yêu mến việc thiện, lịch thiệp, chính trực, thánh khiết, tự chủ, giữ vững lời đáng tin cậy đã được dạy dỗ, để có thể dùng giáo lý chân chính mà khuyên nhủ cũng như phản bác những kẻ chống đối. Có nhiều người vô kỷ luật, nhất là những người chủ trương cắt bì, hay hoang hoang và lừa dối. Con cần phải làm cho họ câm miệng lại. Vì lợi lộc thấp hèn, họ đã dạy những điều không nên dạy, gây đổ vỡ toàn bộ gia đình người khác. Một người trong họ, một nhà tiên tri của chính họ đã nói: người Cơ Rết luôn là những kẻ nói dối, những con thú dữ, những kẻ ham ăn mà lười biếng. Lời chứng này là thật. Vì vậy, con hãy nghiêm khắc khiển trách họ, để họ được mạnh mẽ trong đức tin, không chú tâm vào những chuyện hoang đường của người Do Thái, cũng như các điều răn dạy của những người khước từ chân lý. Với người trong sạch, mọi sự đều trong sạch, nhưng với những kẻ bại hoại và vô tín thì không điều gì là trong sạch cả. Trái lại, cả tâm trí và lương tâm họ đều đã bị băng hoại. Họ tự nhận là người biết Đức Chúa Trời, nhưng hành động của họ lại từ chối Ngài. Họ thật đáng ghét, không vâng lời, không thể làm được một việc gì tốt đẹp cả. Ê-sai đoạn 47. Hỡi trinh nữ Babylon, hãy xuống và ngồi trong bụi đất. Hỡi con gái Canh Đê, hãy ngồi dưới đất, chẳng còn ở trên ngai. Vì ngươi sẽ không còn được xưng là dịu dàng thanh tú nữa. Hãy lấy cối xay và xay bột. Hãy bỏ lớp che mặt và vén vạt áo để phơi trần ống chân mà lội qua sông. Sự lọ lồ của ngươi phải bị phơi bày, sự sỉ nhục ngươi phải lộ ra. Ta sẽ báo thù không chừa một ai. Đấng cứu chuộc chúng ta là Đấng Thánh của Israel, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Hỡi con gái Canh Đê, hãy ngồi yên lặng và rút vào bóng tối. Vì ngươi sẽ không còn được gọi là nữ hoàng của các phương quốc.
ta đã nổi giận cùng dân ta, làm hoang ố cơ nghiệp ta và phó chúng vào tay ngươi. Nhưng ngươi không tỏ ra thương xót chúng. Ngươi đã đặt trên người già cả một cái ách thật nặng. Ngươi nghĩ rằng mãi mãi ta sẽ là nữ hoàng. Ngươi không để tâm đến những điều này, cũng chẳng nghĩ đến cuối cùng của nó. Bây giờ hãy nghe đây, hỡi kẻ hưởng lạc, là kẻ sống yên ổn. Bụng bảo dạ rằng, ta đây, ngoài ta chẳng còn ai. Ta sẽ không ở quá, cũng không biết mất con là gì. Trong phút chốc, trong cùng một ngày, cả hai tai họa ấy là cảnh mất con và quả bùa sẽ xảy đến cho ngươi. Hai tai họa ấy cùng ập xuống ngươi. Dù ngươi có nhiều ma thuật và có lắm quyền lực của phù chú, ngươi cậy sự gian ác của mình và nói rằng chẳng ai thấy ta. Sự khôn ngoan và tri thức của ngươi đã dẫn ngươi đi sai lạc, và ngươi tự nói trong lòng rằng ta đây, ngoài ta chẳng còn ai. Vì thế tai họa sẽ ập đến trên ngươi mà ngươi chẳng biết từ đâu. Hoạn nạn sẽ giáng trên ngươi mà ngươi không thể ngăn cản được. Sự hủy diệt thình lình xảy đến cho ngươi mà ngươi không thể lường trước. Hãy đứng lên, dùng phù chú và vô số ma thuật mà ngươi đã tập luyện từ khi còn trẻ, có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi. Có lẽ nhờ đó ngươi sẽ trở nên đáng sợ chăng? Ngươi đã nhọc sức vì lắm lời bàn, những kẻ nhìn trời, xem sao, xem trăng mới mà đón việc tương lai. Bây giờ hãy đứng lên và cứu ngươi khỏi những việc đã xảy đến trên ngươi. Kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ bị lửa thiêu đốt. Họ không thể cứu mạng mình khỏi quyền ngọn lửa. Lửa ấy chẳng phải là than hồng để sưởi hoặc lửa để ngồi kề bên. Những gì mà ngươi làm khó nhọc thì đã trở nên như thế. Những kẻ buôn bán với ngươi từ thời trẻ thì lang thang mỗi người một ngã, chẳng ai đến cứu ngươi được. Ê-sai đoạn 48. Hãy nghe đây, hỡi nhà Gia Cất, là những người được xưng bằng danh Israel ra từ nguồn Giu-đa, là những người nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề và kêu cầu Đức Chúa Trời của Israel, nhưng không có lòng chân thật và công chính. Vì họ xưng mình là người xuất thân từ thành thánh và nương cậy Đức Chúa Trời của Israel, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ta đã báo trước từ xưa những việc qua rồi, những việc ấy ra từ miệng ta, và ta đã nói cho chúng biết, thình lình ta thực hiện, và những việc ấy xảy ra. Vì ta biết ngươi cứng đầu, cổ ngươi có gân sắt, trán ngươi cứng như đồng, nên ta đã báo cho ngươi những điều ấy từ xưa. Ta đã cho ngươi biết trước khi nó xảy ra. Kẻ ngươi nói, tượng thần của tôi đã làm những điều ấy, tượng chạm, tượng đúc của tôi đã truyền như thế. Ngươi đã nghe rồi, hãy xem mọi điều ấy. Chẳng phải các ngươi sẽ thuật lại sao? Từ nay ta sẽ cho ngươi biết những việc mới, là những việc bí mật mà các ngươi chưa biết. Bây giờ, những việc đó mới được dựng nên, chưa từng có trước đây. Trước ngày này, các ngươi chưa bao giờ nghe, kẻo ngươi nói rằng, này, tôi đã biết rồi. Ngươi chưa từng nghe, cũng chưa từng biết. Từ trước, tai ngươi chưa mở ra, vì ta biết rằng ngươi hay phản bội, đáng được gọi là kẻ phản loạn từ trong lòng mẹ. Vì danh ta mà ta trì hoãn cơn giận, vì vinh quang ta mà ta kiềm chế sự tức giận đối với ngươi, để không hủy diệt ngươi. Này, ta luyện ngươi nhưng không phải như luyện bạc. Ta đã thử nghiệm ngươi trong lò hoạn nạn. Đó là vì ta, vì chính ta mà ta sẽ làm điều đó. Lẽ nào ta để danh ta bị lăng nhục sao? Ta không nhường vinh quang ta cho thần nào khác. Hỡi Gia-cốp, tức là Israel mà ta đã gọi, hãy nghe ta. Ta là đấng ấy, ta là đầu tiên và là cuối cùng. Tay ta đã đặt nền móng quả đất, tay phải của ta đã dương các tầng trời. Khi ta gọi, trời và đất đều đứng lên. Tất cả các ngươi hãy tập hợp lại và lắng nghe. Ai trong số họ đã rao báo những điều này? Người mà Đức Giê-hô-va yêu sẽ làm hài lòng Ngài,
trong việc chống lại Babylon. Cánh tay người sẽ chống lại người Canđê. Ta, chính ta đã phán và đã gọi người. Ta đã đem người đến và người sẽ thành công trong đường lối mình. Hãy đến gần ta và nghe điều này. Từ ban đầu, ta chưa từng nói cách bí mật. Ta đã ở đó từ lúc điều ấy xảy ra. Bây giờ, Chúa là Đức Giê-hô-va sai ta đến cùng với thần của Ngài. Đức Giê-hô-va, đấng cứu chuộc ngươi, là đấng thánh của Israel phán thế này: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng dạy dỗ ngươi để ngươi được ích lợi và dẫn ngươi vào con đường ngươi phải đi. Ước gì ngươi đã chú ý đến các điều răn của ta, thì sự bình an của ngươi sẽ như dòng sông và sự công chính của ngươi như sóng biển. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cháu ngươi nhiều như cát bụi. Danh của chúng sẽ không bị diệt, cũng chẳng bị xóa bỏ trước mặt ta. Hãy ra khỏi Babylon, hãy trốn xa người Canđê, hãy vui vẻ reo hò mà loan báo và công bố tin này. Hãy truyền ra cho đến tận cùng cõi đất. Hãy nói: Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc Gia-cốp là đầy tớ Ngài. Khi Ngài dẫn họ qua sa mạc thì họ không khát, vì Ngài đã khiến nước từ vần đá chảy ra cho họ. Ngài chẻ vần đá thì nước tuôn ra. Nhưng Đức Giê-hô-va phán: Những kẻ ác chẳng bao giờ được bình an.